승패패 승승. 너무 많이 힘들었어요. 예전에 그 AIC의 기억도 되살아나면서 애들이 멘탈적으로 많이 깨졌기 때문에 너무나도 힘든 상황이었던 것 같아요. 마가카오와 피가 포켓나 căng thẳng đến như vậy thì có lẽ gặp bọn mình thì sự căng thẳng này nó còn nhân lên gấp 10. Và hồi AIC năm ngoái thì Game TV hay Bromi thì cả hai đều đã chiến thắng trước Hàn Quốc. 정확하게 모든 국제 대회 전적 중에 팀 플래시한테만 졌어요 저희가. 그래서 좀 복수의 시간을 계속 기다리고 있었어요. 꼭 이기고 싶습니다. Tôi nghĩ đội tuyển hockey không cần đối với Việt Nam đâu. Credo XB? XB가 제일 잘한 것 같아요. Oh, really? 이거는 이제 베트남에서지 전 세계적으로서는 연봉 차이가 너무 심해서 잘 모르겠어요. 이, về lý do mà bọn họ sợ em thì có lẽ phải chăng em là người đi đường giữa số một thế giới. 근데 하기한테는 조금 안 되는 것 같아요. 다코이에 대해서 어떻게 생각해요? 다코이 괜찮은데 잘하는 건지 잘 모르겠어요. 다코이요? 누구예요 그? 제시와 리잭. 하여튼 tập đôi nhé, vì tôi sẽ làm những điều bất ngờ sắp tới đây. về cảm xúc khi gặp AQ ở vòng bán kết này thì bởi vì họ là nhà vô địch thế giới cho nên là nếu bọn em đã giành được chiến thắng trước họ thì 4강까지 오면서 베트남 팀을 두 팀을 만났는데 이제 마지막 남은 게 FL이고 기대하셔도 좋을 것 같아요. 제작아 áo cậu có hình ngôi sao kìa. Phải chăng cậu cổ vũ cho Việt Nam à? 아니야, 그거 아니야. 이건 AWC 우승별이야. 꼭 두 개 만들고 갈 거야.